cả mọi người đã quay trở lại với Vocabulary for IELTS. Bài học ngày hôm nay của chúng ta cùng nhau tiếp tục học cuốn sách Vocabulary for IELTS của nhà xuất bản Cambridge. Đây là một cuốn sách giúp chúng ta có thể củng cố và nâng cao cái từ vựng của mình cũng như là những cái kiến thức liên quan đến bài thi IELTS ở cả 4 kỹ năng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng đọc và kỹ năng viết. Bởi vì là có thể nói là cái phần vocabulary hay là phần từ vựng cũng như là phần grammar thì nó giống như kiểu là một cái xương sống á, định hình cho chúng ta và giúp chúng ta phát triển tất cả những kỹ năng khác. Và nếu như chúng ta muốn phát triển và tiến bộ thật là nhanh những kỹ năng như là kỹ năng đọc, kỹ năng nghe, chúng ta bắt buộc là phải biết thật là nhiều từ vựng và đa dạng cái vốn từ của mình. Và may mắn rằng là cuốn sách này sẽ được thiết kế để giúp chúng ta có thể tự học và nâng cao kiến thức một cách triệt để. Vậy thì chúng ta còn chần chừ gì nữa mà cùng nhau bắt tay ngay vào cái unit thứ 9 của mình, đúng không nào? Đó là The Natural World. Ở những bài học ngày hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau trải qua 8 unit đầu tiên, đúng không nào? Với những cái topic rất là quen thuộc về bản thân mình như là growing up hay là keeping fit, đúng không? Hay là mental health, vân vân. Hay là chúng ta cũng đã khám phá những cái topic rất là hay về di chuyển như là on the move, du lịch, đúng không? Hay là về through the ages, là những cái thời đại, niên đại trong lịch sử, trong quá khứ. Và unit number 9 của chúng ta để sẽ học cũng một phần về thiên nhiên, về vũ trụ, về thế giới, về cái phần mà rộng lớn hơn mà mình chưa từng được biết tới, đúng không nào? Đó là the natural world. Đó là chúng ta biết là natural là thế giới tự nhiên, đúng không nào? Là tự nhiên, và world là thế giới. Chúng ta cùng nhau học về những cái phần rất là gọi là mother nature, đúng không, là thuộc về mẹ thiên nhiên, giữa là cây, là hoa, và những cái thứ đó thì nó đều là ở xung quanh chúng ta thôi, là rất là familiar, nó là kiểu surrounding us, đúng không? Nhưng mà thường là mình sẽ hay quên đi, mình hay phớt lờ nó đi. Và đặc biệt là trong cái thời kỳ gọi là modernization hay là urbanization, là hiện đại hóa, đô thị hóa, thì gần như là thiên nhiên nó đã trở thành một cái thứ gì đó xa xỉ đối với lại cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là những cái đô thị lớn. Và thế bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại học những cái phần từ vựng liên quan đến natural world để làm sao mà mình có thể hiểu biết hơn và trân quý hơn giá trị của tự nhiên nhé. Awesome, are you ready? Let's get started with unit number 9. Và bài học đầu tiên của chúng ta đó chính là phần vocabulary list. Trước khi vào về cái phần mà tổng hợp từ vựng mà chị đã cho các em, thì chúng ta cùng nhìn qua một chút về cái nội dung của chương thứ 9. Chúng ta sẽ có hai topic chính, một là flora và fauna. Flora có nghĩa là hoa, đúng không? Chúng ta cứ nghĩ cái từ là flora là flower á, thì chúng ta hình dung được là flora là hoa và fauna là động vật, là animals. Và agriculture là phần thứ hai, là topic thứ hai mà mình cùng nhau đi qua, đó là về phần nông nghiệp, đúng không? Là những cái phần là trồng trọt này, chăn bắt này, hái lượm này, vân vân. Okay, so are you ready? Perfect. Chúng ta có phần đầu tiên của cái phần vocabulary list, đó là the natural world. Chúng ta có phần nouns, phần danh từ. Danh từ là những gì nhỉ? Là những cái từ mà có thể đóng vai trò là chủng ngữ, là tân ngữ, đúng không? Hoặc là giúp bổ sung ý nghĩa cho một cái cụm từ nào đó trong một vế câu. Vậy thì danh từ, chúng ta biết rằng là mình cần phải lưu ý hai thứ. Thứ nhất, đó là nó là đếm được hay không đếm được. Thứ hai là nếu như đếm được, đúng không, thì mình sẽ là số ít hay số nhiều. Và khi mà nó đếm được thì chúng ta nhớ rằng là chúng sẽ phải luôn luôn có cái sự kết hợp của tính từ sở hữu. Ví dụ là my, his, her, our, their, hoặc là cái nạo từ a, under, đúng không nào? Alright, vậy chúng ta cùng nhau đến với cái danh từ đầu tiên, đó chính là agriculture. Đây gọi được cho là một trong những cái theme, đúng không? Những cái chủ đề chính của cái unit number 9, nên chúng ta cần phải hiểu được nghĩa của nó. Rất là quen thuộc thôi. Tính từ của nó là agricultural và danh từ là agriculture. Nó có nghĩa là nền nông nghiệp, đúng không? Hay là cái việc mà trồng trọt, chăn nuôi, làm nông. Và chúng ta có một cái từ đồng nghĩa về nó, đó là husbandry, đúng không? Thì chúng nó sẽ mang cái nghĩa đó là cũng là trồng trọt, cũng là chăn nuôi, cũng là liên quan đến những cái công việc đồng áng, làm nông, sự quản lý trông nom, đúng không? Liên quan đến nông. Vậy thì husbandry thì có nghĩa là trông nom. Và chúng ta nhớ đến cái từ husband là người chồng á, đúng không? Chỉ cần thêm mỗi chữ re đằng sau nữa thôi là trở thành nghề làm nông, làm ruộng. Perfect. Number 2, animal kingdom. Thế giới của những loài động vật, đúng không? Thì thế giới của loài động vật là một cái gì? Cách nói gọi là artistic way just to describe the animal groups. Là một cái cách nói hình ảnh, đúng không? Nghệ thuật
của những cái loài động vật hoặc là những cái nhóm động vật hoặc là cái cuộc sống của những cái con vật đúng không? Thì nó sẽ là animal right, I'm sorry, animal group hoặc là animal life và fauna. Fauna cũng là động vật. Từ thứ ba chúng ta có là từ burrow. Burrow có nghĩa là bụi, là rậm, là hang hốc, là những cái nơi mà những cái con như con sóc đúng không? Nó hay có đào vào trong hang á, thì chúng ta sẽ có từ burrow. Và cũng có một từ nữa đồng nghĩa với nó là từ couch. Ở phía dưới này, khi mà các em đi xuống dưới thì chúng ta cũng sẽ bắt gặp một vài những cái từ nữa. Và từ den cũng là hang, hole cũng là hốc, là lỗ đúng không? Là hố đúng không? Hay là burrow. Perfect. Number four, chúng ta có từ climate. Chúng ta nhớ là rất nhiều bạn đọc là climate. Thế nhưng mà cái từ này á, nó không đọc là mate mà nó đọc là climate. Chúng ta cần phải lưu ý, và khi chúng ta học từ thì chúng ta không chỉ để ý cái phần từ vựng ngữ nghĩa, mà chúng ta cũng phải phải quan tâm cái gọi là, đúng rồi, pronunciation, phiên âm, cái cách phát âm của chúng ta sao cho chuẩn. Thì chúng ta có thể có một cái từ đồng nghĩa nữa với nó là climatic zone, tức là một cái vùng khí hậu nào đó. Ví dụ là temperate là ôn đới đúng không? Hay là tropical là nhiệt đới. Thế nhưng mà nó sẽ khác với từ weather. Weather thì nó chỉ cái phần gọi là thời tiết. Ví dụ là nắng mưa đúng không? Sunny, cloudy hay là windy hay là snowy, thì nó là thuộc về cái thời tiết và nó sẽ đặc trưng cho cái khu vực đó, đặc trưng cho cái kiểu khí hậu đó. The climate là khí hậu và weather là thời tiết. Number five, chúng ta có từ crop. Crop là mùa vụ, mùa màng đúng không? Chúng ta có thể có từ harvest. Harvest nó vừa là động từ, nó vừa là danh từ. Khi nó là danh từ thì nó cũng là mùa màng, nhưng mà nó là động từ thì nó là trồng cấy đúng không? Là quy hoạch đúng không? Hay là mình gọi đến cái mùa mà mình đi thu hoạch những cái sản phẩm gọi là produce, nông sản các thứ, thì nó cũng là động từ. Does that make sense? Great. Number six, chúng ta có từ decline. Decline vừa là động từ cũng là vừa là danh từ. Khi mà decline là động từ hay là danh từ thì nó đều mang cái nghĩa là giảm hay là cái sự giảm đúng không? Nó sẽ bằng với từ drop hay là fall hay là decrease. Chắc là những cái bạn nào mà đã quen với IELTS rồi, chúng ta rất là quen thuộc những cái từ này ở trong phần Writing Test 1, cái phần gọi là Graph the Trend đúng không? Miêu tả xu hướng của đồ thị khi mà một cái điều gì đó nó giảm theo thời gian đúng không? Thì mình sẽ có bốn cái từ này. Và bốn từ này thì đồng nghĩa với nhau và chúng vừa là động từ, vừa là danh từ. Số 7 thì chúng ta vừa mới biết rồi, nó là hang, là bụi đúng không? Số 8 chúng ta có disaster. Disaster. Disaster thì có nghĩa là thảm họa, đúng không? Thì nó sẽ đồng nghĩa với cái từ tragedy hoặc là ruin. Tragedy cũng là một cái gì đó là thảm kịch, là một cái câu chuyện buồn, đúng không? Hoặc là một cái điều gì đó thê lương, thảm hại. Thì là disaster thì nó khi mà nó mang cái nghĩa là đối với trong dùng trong cái khí hậu natural world thì nó sẽ mang nghĩa là một cái thiên tai đúng không, như là bão lũ này, hạn hán này, hay là earthquake là động đất sóng thần vân vân, thì nó là disaster. Tuy nhiên thì khi mà trong cái lối sống hàng ngày chúng ta cũng sử dụng cái từ disaster mang cái nghĩa là thảm họa, một cái điều gì đó tiêu cực đúng không, một điều gì đó rất là buồn, tragedy, hay là ruin là cái sự sụp đổ đúng không, sự tan vỡ, hay là catastrophe thì cũng là một cái điều tàn khốc đúng không, một cái điều gì đó rất là kinh khủng, khủng khiếp. Number 9, chúng ta có từ ecological balance. Ecological balance là một cụm danh từ gồm có tính từ ecological, tức là nó là tính từ của từ ecology, và balance là một cái sự cân bằng. Và ecological balance có nghĩa là cân bằng sinh thái, đúng không? Number 10, ecology là sinh thái, là hệ sinh thái. Chúng ta rất là quen rồi. Number 11, chúng ta có evolution. Evolution có nghĩa là cái sự tiến hóa đúng không, cái sự phát triển. Ví dụ như là mình có từ thời kỳ đồ đá sang thời kỳ sử dụng sắt đúng không, sử dụng kim loại, hay là từ thời khủng long sang thời kỳ sau khủng long đúng không, thì nó gọi là evolution, có nghĩa là cái sự tiến hóa. Như con người thì evolve from maybe the monkeys đúng không, những cái con beaster là những cái con mà mammals, những cái con động vật có vú đúng không, như là khỉ này, hay là những cái con tinh tinh đúng không? Nó thì sẽ là evolution. Và
những cái từ đồng nghĩa với nó thì nó có thể không chắc nghĩa 100% đâu, nó không có chính xác là cái sự tiến hóa, nhưng mà mình có thể hiểu theo một cái góc độ khác, đó là cái sự phát triển, cái sự đi lên, đúng không? Thì chúng ta có thể sử dụng từ growth hay là progression, cũng là phát triển, hay là advancement, cái sự tân tiến, đúng không? Cái sự tiến bộ, đi lên. Number 12, chúng ta có từ extinction. Extinction có nghĩa là cái sự tuyệt chủng, sự diệt vong, và động từ của nó là extinct, đúng không? Hoặc là tính từ là extinctive. Vậy thì khi mà chúng ta có cái từ go extinct, tức là một cái loài gì đó nó đi đến diệt vong, come to an end, đúng không? Đó là đi đến cái kết thúc, là cái sự diệt vong. Number 13, chúng ta có từ fauna. Từ fauna thì chị vừa mới giới thiệu với các em từ đầu bài rồi, đúng không nào? Đó là animals, là động vật, hoặc là creatures. Đừng có đọc là creatures em nhé. Đó là creatures, là những cái loài sinh vật. Chúng ta có cái từ oceanic creatures, là sinh vật biển. Hay là mountainous creatures, là những cái loài mà sống trên núi, đúng không? Chứ không bao giờ đọc là creature nhé. Vì chúng ta biết là chúng ta hay bị ảnh hưởng với cái từ create, là tạo, hay là cái từ creative, là cái sự sáng tạo. Nhưng mà đây nó là creatures. So far so good. Perfect. Nếu như các em cảm thấy là mình có bất cứ cái điều gì băn khoăn thắc mắc hoặc là chưa rõ thì các em hãy là comment xuống bên dưới để cho chị biết. Chị có thể trả lời cho các em. Hoặc là nếu như mà các em cảm thấy cái video này nó hữu ích với các em thì em hãy cho chị một cái lượt like và một cái lượt comment bên dưới. Vì bất cứ cái sự ủng hộ nào hay là một cái feedback nào của các em thì nó đều có đây một cái sự đóng góp, đúng không? Một cái điều gì đó động lực rất là lớn đối với chị, khích lệ chị có thể tiếp tục làm những cái video tiếp theo cho các em. Perfect. Chúng ta có từ tiếp theo, đối nghĩa của fauna, đó là flora. Flora có nghĩa là những cái loài thực vật, đúng không? Là những cái cây cỏ, hoa, lá, cành. Thì nó sẽ là plants and flowers, hoặc là vegetables, là rau, đúng không? Hay là veggie. Vậy thì những cái từ này các em phải sử dụng luân phiên cho nhau. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ không khớp nghĩa 100% đâu. Number 15, chúng ta có từ genetics. Genetics có nghĩa là gì nhỉ? Rất nhiều đã đọc là genetics, nhưng thực ra nó là phải đọc là gì nhỉ? Genetics. Tại sao nhỉ? Trọng âm dư và âm thứ hai, đúng không? Nên là khi mà chúng ta đọc theo cái từ là genetic hay là genetics thì mình sẽ chính xác, chứ không phải là genetics. Đó, bởi vì là cái từ này á, mình cũng rất hay bị nhầm với cái từ như cả là eleven, đúng không? Là số 11 á, hay là elephants, là cái con voi á, thì cảm thấy là nó đều là xuất phát từ e và e, đúng không? Thế nhưng mà từ này nó trọng âm là dư và âm thứ hai. Vậy anh nhìn thấy cái đuôi tích không? Tất cả những cái gì mà tận cùng là x á, thì trọng âm nó sẽ thường là hay rơi vào trước nó. Và bởi vì rơi vào trước nó, thế nên nó sẽ đọc là ne, và những cái âm mà ở xung quanh thì nó sẽ bị suy giảm thành âm xoa, tức là âm nhẹ. Và nó sẽ đọc là genetics, thuộc về gen, đúng không? Thuộc về cái bộ mã hóa, những cái gen, những cái gì mà mình sẽ được gọi là di truyền từ bố mẹ. Sounds great. Và chúng ta có cái từ cuối cùng ở trong cái cột này, đó là từ habitat, tức là cái môi trường sống, đúng không? Thì có thể là ví dụ mình hay nói là cái natural habitat, là cái môi trường sống tự nhiên. Mình có thể sử dụng bằng the natural environment hay là the natural surrounding, đúng không? Cái bầu không khí xung quanh, hay là cái môi trường thích hợp, đúng không, để cho những cái loài động vật đấy sinh sôi phát triển, thì nó sẽ là the natural habitat. Và chúng ta hay có cái từ mà rất là hay đi kèm với nó, đó là từ destroy the natural habitat, đó là phá hủy cái môi trường tự nhiên, đúng không? Does that make sense? Great job, let's move on. Chúng ta có cái cột thứ hai của danh từ, đó là từ human nature, tức là những cái bản năng của con người, những cái gì là thuộc về kiểu cha sinh mẹ đẻ, đúng không? Mà mình có thể là không cần phải học, không cần phải qua những cái sự phát triển nuôi dạy, mà mình tự phát triển một cách tự nhiên, tự thân mà có, đúng không? Vốn tự có thì nó sẽ gọi là human nature, và nó sẽ đồng nghĩa với cái từ nature là tự nhiên, thì nó bằng với instinct, là bẩm sinh, là bản năng. Human instinct, instinct sẽ là danh từ và tính từ của nó là instinctive. Và có một số những cái từ nữa đồng nghĩa với nó, đó là từ innate, là tự sinh ra đã có này, hay là inborn, hay là natural. Thì ba cái từ này nó sẽ là tính từ, và sau đó nó sẽ kết hợp với những cái từ như là virtue, là những cái đức hạnh, đúng không, những cái phẩm chất, hay là quality là tính cách, đúng không, hay là những cái về
chất lượng đúng không, hay là characteristics là tính cách, cũng là một cái gì đó mà mình được tự sinh ra hoặc là có thể ảnh hưởng bởi môi trường sống. Thì khi mà mình nói đến innate virtue là những cái bẩm sinh đúng không, những cái phẩm chất tự có, hay là natural quality là những cái khả năng mà tự bản thân mình tự phát triển lên, thì nó sẽ đối nghĩa hoàn toàn với những cái từ như là nurture là nuôi nấng, nuôi dưỡng, hay là upbringing là cái sự nuôi dạy đúng không, sự dưỡng dục lớn lên của từ bố mẹ, hay là training là sự đào tạo, learning là cái quá trình mà mình học. Vậy thì tất cả những cái từ này thì em nên học cùng một cụm với nhau, gọi là learn in a cluster, là học theo một cụm thì các em sẽ dễ nhớ hơn, và các em cũng dễ paraphrase sử dụng chéo cho nhau trong bài luận. Ví dụ như người ta hỏi là for example, let's we have an example in the writing, right? So do you think that leadership is an innate talent or that is a nurture? Đúng không? Ví dụ là cái khả năng lãnh đạo là một cái gì đó bẩm sinh đúng không, tự sinh ra, một tài năng tự sinh ra đã có, hay là theo cái quá trình chúng ta phát triển, hay là tự học, hay là được dạy dỗ đúng không? Thì mình nên học cùng một cái cụm với nhau thì mình sẽ dễ hơn. Number two, chúng ta có từ danh từ thứ hai đó là từ insect, là côn trùng đúng không, mình rất là quen rồi, thì nó có thể đồng nghĩa với từ bug đúng không, là những cái loài bọ mà có cánh, những con cánh cam chẳng hạn, ladybugs đúng không, hay là pest là cũng là côn trùng. Và chúng ta có một cái từ nữa mà chốc nữa ở bên dưới mình sẽ gặp, đó chính là cái từ này, vermin, vermin cũng là côn trùng, là sâu bọ. That makes sense. Number three, chúng ta có một từ rất là hay, đó là mother nature, là mẹ thiên nhiên, sẽ bằng với lại the environment or the natural habitat, là những cái điều kiện, những cái môi trường tự nhiên đúng nào. Number four, chúng ta có từ pesticides. Pesticides có nghĩa là cái thuốc trừ sâu đúng không, mình phun vào để mà kill the insects, để mà giết côn trùng, nếu như con phá hoại mùa màng á, thì mình có thể dùng một cái từ đồng nghĩa với nó là fly spray, mặc dù nó cũng không sát nghĩa lắm, nhưng mà spray là những cái gì mà mình xịt, mình phun đúng không, để mà khử những cái con fly, những con ruồi flyer chẳng hạn đúng không, thì sẽ là thuốc diệt cỏ hay là thuốc diệt côn trùng á. Thực ra là diệt côn trùng là khác với diệt cỏ, diệt cỏ là các em diệt những cái loài cỏ dại, nhưng mà đây chỉ là diệt côn trùng thôi, pesticides, và nó sẽ rất là hại cho đất, bởi vì nó sẽ như kiểu là hóa chất nó đi vào đất á, nó sẽ làm cho đất nó mất chất đi, và thậm chí là nó còn hại cho cây cỏ, rồi nó tạo ra những cái chất mà gọi là chemicals đúng không, hóa chất ở trong cơ thể con người. Khi mà mình ăn rau mà mình tưới thuốc trừ sâu nó gần với cái ngày thu hoạch quá, nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe con người. Number five, chúng ta có từ predator. Predator có nghĩa là những cái loài mà, đúng rồi, săn bắt đúng không, cái loài mà săn mồi, còn prey là những con mồi, và hai từ này nó đối nghĩa với nhau, nên là chị gộp hai từ vào để cho em có thể nhìn thấy cái mối tương quan của nó. Predator là những cái loài săn bắt như là hổ, báo đúng không, hay là prey là con mồi, ví dụ con nai, con chồn, hay là con những cái con mà nhỏ nhỏ mà dễ bị bắt nạt đúng không, thì sẽ là prey. Từ tiếp theo chúng ta có là từ repercussion or repercussion, là một cái từ rất là hay. Repercussions, khi mà chúng ta đi vào trong hang á, thì mình hay nói và cái tiếng của mình nó vang lại, nó dội lại, nó vọng lại, vậy thì chính là repercussions. Does that make sense? Perfect. Chúng ta có từ tiếp theo đó là từ số 7, scent là mùi hương, là thường chỉ những cái mùi rất là hấp dẫn, thì nó sẽ đồng nghĩa với từ aroma hay là smell đúng không, thì là có thể là tự nhiên, có thể là nhân tạo. Thì khi mà nó là nhân tạo thì nó sẽ là bằng với cái từ perfume là nước hoa đúng không, hay fragrance là nước hoa. Tuy nhiên thì những cái từ ví dụ là từ odor này, scent này đúng không, hay là aroma, thì nó sẽ đều là có thể là vừa là nhân tạo vừa là tự nhiên. Tuy nhiên là từ fragrance và perfume thì nó sẽ là nhân tạo 100%, là do con người chế ra đúng không. Perfect. Và nếu như các em cảm thấy là cái video của chị nó hơi dài và các em cảm thấy muốn nghỉ một chút trước khi mà mình tiếp tục đi đến những cái từ tiếp theo để em take note chẳng hạn, thì hãy đừng ngại ngần mà pause video nhé. Bởi vì là chị nói thì nó như kiểu là theo một cái mạch cảm xúc, đôi khi là nhiệt tình quá thì khiến các em hơi bị kiểu nhanh quá hoặc là chậm quá, thì em hãy tua theo cái khả năng của mình. Và nếu như mà các em cảm thấy cái tốc độ chị nói hơi chậm thì em phải tăng lên tốc độ 1,25 hay 1,5 thì mình sẽ đỡ chán hơn, đỡ buồn ngủ hơn đúng không, thì mình hãy điều chỉnh để mà phù hợp với mình nhất nhé.
Awesome. Chúng ta có từ số 8 đó là species, là những cái loài động vật đúng không? Species thì có nghĩa là những cái loài động vật. Thực ra nó cũng không sát nghĩa lắm với lại từ group đâu, bởi vì từ species thì nó có thể mang hai cái nét nghĩa khác nhau. Một là những cái loài động vật hoặc là những cái loài sinh vật, và hai là những cái nhóm nào đó đúng không? Là a group thì có thể là một cái nhóm động vật nào đấy. Number 9, chúng ta có từ soil. Soil có nghĩa là đất đai đúng không? Thì nó cũng không có đồng nghĩa với cái từ dirt và mud đâu. Bởi vì thường nó sẽ đồng nghĩa nhất với cái từ land đúng không? Tuy nhiên thì dirt là những cái bụi bẩn, bùn đúng không? Bùn là mud và dirt là bụi bẩn. Thì chúng ta đôi khi có thể sử dụng đan xen thì mình cũng ok. Và trong một số cái context, á, một số cái ngữ cảnh nhất định thì người ta vẫn có thể hiểu được cái ý của mình là gì. Vegetation là cái từ thứ 10 chúng ta có là thảm thực vật, vegetation. Khi mà chúng ta trồng ở trên núi chẳng hạn, chúng ta biết là khai thác ở trên cái vùng mà Lào Cai đúng không? Hay là những cái vùng mà đồi cọ rừng chè á, thì nó sẽ có những cái thảm thực vật, và ví dụ càng lên cao 100 mét thì cái thảm thực vật nó sẽ thay đổi đúng không? Vegetation will change or vary according to the height, sẽ thay đổi theo cái độ cao. Vậy thì đôi khi mình có thể sử dụng đồng nghĩa với cái từ plant hay là flower cũng được. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi thiên hướng là theo một cái thảm, không nhất thiết là một loài sinh vật hay một loài động vật, mà nó là theo cái phân bố của thời tiết. Does that make sense? Excellent. Chúng ta có từ tiếp theo là vermin, chúng ta quen rồi đúng không? Là côn trùng. Đồng nghĩa với từ insect ở thứ hai, cái số thứ hai này. Và từ cuối cùng ở trong cái cột danh từ mà chúng ta có là từ weed, nó mang cái nghĩa là cỏ dại. Và vì white plant là những cái loài mà cây thực vật đó, nó mọc lên như cỏ dại, nó dễ sống, nó dễ phát triển, nó dễ lây lan, thì nó là weed. Awesome, let's move on. Chúng ta có slide tiếp theo, đó là phần adjectives, là những cái tính từ. Thì chị sẽ đi nhanh thôi, bởi vì những cái tính từ này khá là quen đối với các em rồi. Bởi vì chúng ta đã gặp rất là nhiều từ khi chúng ta còn nhỏ, từ khi học chúng ta học cấp 1 á. Mình đã biết những cái từ này rồi. Từ đầu tiên chúng ta có là từ arid. Nhớ là đây là cái âm A-E, âm A bẹt. Thực ra nó là âm A bẹt thì đúng hơn. Sự kết hợp của âm A và âm E, mở khẩu hình là A, nhưng kết thúc đóng lại là E, arid. Thì nó sẽ là cái khí hậu khô cằn đúng không? Mình hay biết là những cái từ mà arid thì nó sẽ là bằng với từ đúng rồi, barren đúng không? Là cái sự khô cằn. Và khi mà mình muốn nói là nó độ ẩm thấp thì nó lack of the humidity, thiếu cái độ ẩm, thì nó sẽ dẫn đến khô cằn đúng không? Và bán khô cằn thì chúng ta có một cái từ ở bên dưới, bán khô hạn. Khi mà mình nói đến những cái vùng sa mạc hay là những cái vùng khí hậu mà nó không hẳn khô một cách hoàn toàn đúng không? Như là barren hay là arid thì nó sẽ là semi arid đúng không? Là cái sự bán khô hạn. Và từ đồng nghĩa với nó thì là semi desert, có nghĩa là semi desert, có nghĩa là bán sa mạc, bán hoang mạc đúng không? Hơi khô một chút. Thế thì nhớ là cái từ desert thì có nghĩa là sa mạc, nhưng mà khi chúng ta đọc là dessert thì nó lại là món tráng miệng nhé. Hoặc là dessert thì nó lại là động từ đúng không? Thì cái từ desert khi nó đều mang nghĩa là sa mạc, nhưng mà khi nó là sa mạc hóa thì nó lại là dessert đúng không? Awesome. Chúng ta có từ thứ hai đó là catastrophic đúng không? Catastrophic có nghĩa là gì nhỉ? Thảm họa bằng disastrous hoặc là deadly bằng devastating đúng không? Tức là devastating thì có nghĩa là cái điều gì đó khủng khiếp đúng không? Rất là đáng sợ. Ví dụ như là thảm họa thiên tai, thảm họa động đất, thảm họa sóng thần đúng không? Vậy thì devastating có nghĩa là một cái điều gì đó tàn phá, phá hủy, hủy diệt đúng không? Thì có thể là disastrous và bằng với lại catastrophic. Và đôi khi thì nó có thể đồng nghĩa với những cái từ như là fatal là cái sự chết chóc đúng không? Hay là deadly, hay là dire là một cái sự tiêu cực đúng không? Adverse là kiểu tiêu cực xấu. Thì nó có thể dùng một loạt những cái từ đồng nghĩa với nhau, và những cái từ nào mà nó gần nghĩa nhất thì chị sẽ đặt lên trên, những cái từ mà ít sát nghĩa hơn thì chị sẽ đẩy xuống dưới nhé. Awesome, chúng ta có từ thứ ba đó là từ, đúng rồi, đó là từ domesticated. Thực ra là cái từ
Disastrous á, thì chị vừa mới đẩy lên trên và nghĩa với cái từ catastrophic này rồi. Nên là từ tiếp theo chị cho các em đó là từ domesticated, có nghĩa là thần hóa, thần trùng. Ví dụ như là cái loài mà cattle, em biết là gia súc đúng không? Thì mình chăn nuôi, ví dụ là con mèo thì có thể xuất phát từ một cái con mèo hoang đúng không? Con linh miêu nào đó ở trong rừng và sau đó người ta bê về nuôi đúng không? Sau một thời gian gọi là domesticated, thì tính từ của nó là domesticated, tức là đã được thuần trùng, đã được thuần hóa. Và từ đối nghĩa với nó chắc chắn là từ wild rồi đúng không nào? Wild là cái gì đó hoang dã, hoang dại, thì nó sẽ là đối nghĩa với từ domesticated. Number four, chúng ta có từ endangered. Endangered có nghĩa là bị đe dọa trong cái mối nguy cơ bị tuyệt chủng đúng không? Thì có thể là be endangered hoặc là be at risk đúng không? Thì có thể là be at the edge of extinction chẳng hạn. Tức là bị ở cái bờ vực của sự tuyệt chủng. Vậy thì chúng ta biết những cái từ này thì mình sẽ sử dụng được. Không nhất thiết là cứ phải đồng nghĩa là phải tính từ, mà mình hoàn toàn có thể để đổi nó sang danh từ, sang cụm danh từ hoặc là sang động từ đúng không? Đó, hoặc là on the verge of extinction. Tất cả những cái từ này em có thể là on the edge of extinction thì em hãy sử dụng chéo cho nhau là đều bị đe dọa hoặc là be threatened đúng không? Tức là bị đe dọa. Thì tất cả những cái này em hoàn toàn có thể sử dụng chéo cho nhau và hy vọng rằng là theo cái cách mà chị hướng dẫn các em, mặc dù là sau mỗi một bài thì chị nghĩ là có rất là nhiều từ khiến các em phải học và cần phải nhớ, thế nhưng mà hy vọng rằng là sau mỗi một bài học như thế này thì em sẽ tích lũy được cho mình nhiều vốn từ hơn, và quan trọng là mình nhớ lâu và mình áp dụng để mà mình không bị quên. Chúng ta có từ tiếp theo đó là từ extinct, thì ban nãy chị đã cho các em một cái từ đó là từ gốc của nó là extinction, là danh từ đúng không? Thì ở đây chúng ta có extinct là vừa là động từ vừa là tính từ, khi mà nó mang cái nghĩa tính từ có nghĩa là nó tuyệt chủng đúng không, thì có thể bằng với nghĩa với cái từ died out tức là nó đã mất đi rồi, hay là từ vanished là nó đã biến mất, hay là disappeared nó cũng đã biến mất, hay là nó có thể đồng nghĩa với cái từ destroy là bị phá hủy, hay là non-existent tức là không có tồn tại đúng không, không còn tồn tại nữa, vậy thì nó sẽ là tuyệt chủng, tuyệt vong. Number 6, chúng ta có từ genetically modified, tức là biến đổi gen, là xuất phát từ từ genetic, đúng không? Là thuộc về gen, và sau đó là trạng từ thêm đuôi ly, genetically modified, tức là biến đổi gen. Và chúng ta có một cái từ đối nghĩa với nó là từ non-genetically modified, hoặc là NGM, tức là chúng ta thấy là trong một số những cái sản phẩm á, người ta hay nói là gì nhỉ? Non-GMO á, đúng không? Là không có biến đổi gen, thì nó là non-genetically modified organism, đúng không? Là những cái sản phẩm mà không bị biến đổi gen. Awesome. Chúng ta có từ tiếp theo đó chính là từ số 7, introduce, tức là một cái gì đó mà introduce tức là vừa mới được giới thiệu, mới xuất hiện, đúng không? Thì có thể đồng nghĩa với những cái từ như là invented, đúng không? Hay là erected hay là recommended. Thì đôi khi cái từ introduce nó sẽ chia thành hai nghĩa. Nét nghĩa thứ nhất đó là giới thiệu, refer một cái gì đó hoặc là gợi ý một cái điều gì đấy, thì nó có thể đồng nghĩa với từ suggested hay là recommended. Tuy nhiên thì khi mà nó mang cái nghĩa là xuất hiện, mới được ra đời, mới được ra mắt thì có thể bằng nghĩa với cái từ invented đúng không? Newly invented hay là newly created hay là erected hay là built. Số 8, chúng ta có từ native. Native có nghĩa là thuộc về bản xứ, thuộc về địa phương, đúng không? Một cái gì đó mà nó tự nhiên mà có, tự nhiên ở cái vùng đấy chứ không phải là mình mang về nuôi. Domesticated. Thì nó sẽ đồng nghĩa với những cái từ như là local, regional và internal. Những từ này rất là quen rồi đúng không? Thuộc về bên trong, thuộc về vùng miền, thuộc về địa phương. Và trái nghĩa của nó là foreign là nước ngoài, hay là external là ở bên ngoài, hay là non-native là không có phải là bản địa, không có phải là địa phương. Số 9, chúng ta có từ resistant. Resistant có nghĩa là kháng cự, chống lại một cái gì đó. Ví dụ chúng ta có là resistant to the antibiotics, tức là bị kháng thuốc, kháng sinh chẳng hạn, đúng không? Vậy thì có nghĩa là nó chống lại một cái điều gì đó, hay là nó không có cái khả năng để thích nghi, không có khả năng thích ứng hay là đáp ứng được một điều gì đấy. Nó sẽ là unable to flex, tức là thích ứng, hay là integrate, là hòa nhập, đúng không? Số 10, semi-arid, có nghĩa là bán khô mạc, đúng không? Bán khô hạn hay là bán hoang mạc, semi-desert.
Số 11 chúng ta có từ tropical. Tropical có nghĩa là thuộc về xích đạo, đúng không? Khí hậu nhiệt đới thì nó sẽ có thể đồng nghĩa với những cái từ như là equator, đúng không? Thì như là xích đạo. Và nó sẽ có một cái cách để em thể diễn đạt khác đi, đó là hot and humid. Miêu tả cái khí hậu xích đạo là như thế nào, cái khí hậu nhiệt đới là như thế nào, thì nó chính là nóng và ẩm, đúng không? Mưa nhiều. Và đối nghĩa của nó thực ra cũng không hẳn là đối, mà nó ở một cái thái cực khác, đó là ôn hòa, đúng không? Temperate hay là cold, là lạnh và khô, đúng không? Thì là cold and dry. Number 12, chúng ta có từ vulnerable. Vulnerable có nghĩa là một cái gì đó dễ bị tổn thương, dễ bị ảnh hưởng, đúng không? Thì nó sẽ bằng với cái từ prone to hoặc là susceptible to, thì nó đều mang cái nghĩa là dễ bị tổn thương, dễ bị đe dọa, dễ bị làm xâm hại, đúng không? Thì vulnerable to. Ví dụ như là mình bị vulnerable to COVID-19, tức là một số người già họ dễ bị tổn thương, dễ bị ảnh hưởng bởi COVID, sẽ là the elderly are more vulnerable to COVID-19 because their maybe immune system is not good, it's not strong enough. Số 13 chúng ta có từ wild, có nghĩa là tự nhiên, đúng không? Một cái hoang dại, thì nó sẽ là đối nghĩa 100% với cái từ domesticated, đúng không? Là thần hóa, thần chủng. Và wild thì nó sẽ đồng nghĩa với từ như là native, primitive hay là intact, tức là còn nguyên vẹn, đúng không? Một cách gì đó nguyên thủy, nguyên thô, nguyên sơ. Và nó có thể đồng nghĩa với từ savage, có nghĩa là kiểu rất là một cái gì đó reckless, đúng không? Kiểu quá là gọi là hoang dã, một số người mà người ta kiểu tự nhiên quá, người ta gọi là thuộc về bản năng nhiều quá, đúng không? Thì có thể sử dụng từ wild này. Và đối nghĩa với nó là từ man-made, là thuộc về nhân tạo, đúng không? Tức là không phải tự nhiên nữa rồi. Hay là anthropogenic, tức là cũng là thuộc về nhân tạo, là do con người tạo ra. Hay là domesticated hay là well educated. Thì tất cả những cái từ này nó là ở hai cái thái cực khác nhau, đối lập nghĩa. Awesome, so far so good. Perfect. Và chúng ta cùng nhau đến với cái slide tiếp theo để chúng ta có thể hiểu hơn cái phần verbs là động từ. Có lẽ là phần verbs sẽ luôn luôn là cái phần ít nhất bởi vì nó có thể xuất phát từ danh từ, xuất phát từ động tính từ, đúng không nào? Từ thứ nhất chúng ta có là từ adapt. Adapt có nghĩa là thích nghi, đúng không? Adapt to something thì bằng với flex to something hoặc là resilient to something, tức là chúng ta dễ thích ứng, dễ thay đổi, chúng ta dễ cập nhật và bắt kịp với xu hướng. Số 2 chúng ta có từ combat. Combat có nghĩa là đánh bại, đúng không? Chúng ta defeat something hay là fight something là đánh nhau một cái gì đó. Hay là be in a battle hoặc là battle là đánh, đúng không? Hay là contest hay là struggle thì đều mang nghĩa là đánh. Thực ra chúng ta thiếu một cái từ mà sát nghĩa với nó nhất, đó chính là defeat, đánh bại một cái gì đó. Số 3 chúng ta có từ cultivate. Cultivate có nghĩa là chúng ta, ví dụ như là mình khai thác mùa màng này, đúng không? Chúng ta trồng trọt này, chăn bắt này, thì chúng ta hay có cultivate the crop, đúng không? Chúng ta bắt đầu một cái mùa thu hoạch, một mùa trồng trọt nào đó, thì là cultivate the farm, đúng không? Chúng ta hay gọi là đào bới đất đai lên á, và mình kiểu đào bới nó lên để mà gieo trồng hạt. Cultivate the farm, mình có thể đồng nghĩa với cái từ grow hay là plow là đào, đúng không? Farm thì farm vừa là danh từ vừa là động từ, là làm nông. Và khi mà ở một cái nét nghĩa mà nó không cái mang còn mang cái nét nghĩa là làm nông nữa, khi mà chúng ta nói về cultivate the knowledge, tức là chúng ta kiểu cập nhật nâng cao kiến thức của bản thân, thì nó sẽ là bằng với nghĩa cái từ như là nurture này, promote, foster hay là enhance the knowledge. Does that make sense? Good job. Chúng ta có số 4, đó là eradicate. Eradicate có nghĩa là chúng ta xóa bỏ cái gì đó, chúng ta hoàn toàn remove nó, hủy nó đi, hoặc là chúng ta cả xóa đi mọi dấu vết liên quan đến nó, thì nó sẽ bằng với từ eliminate hay là get rid of, đúng không? Xóa đi, bỏ đi, hay là remove hoặc là exterminate, làm một cái điều gì đó nó tuyệt chủng, nó biến mất hoàn toàn, thì sẽ là eradicate. Number 5 chúng ta có từ evolve, thì chúng ta đã gặp từ này rồi đúng không nào? Nó xuất phát từ evolution, tức là cái sự tiến hóa, đúng không? Phát triển từ cái gì đó lên thì nó bằng với grow up, develop hay là progress. Số 6 là một cái từ rất là hay, chúng ta nghĩ đến nó là chúng ta nghĩ ngay đến cái con gấu Bắc Cực, đúng không nào? Hibernate là nghĩa là ngủ đông. Hibernate là sleep in the winter, such as a polar bear, they just hole up
and try to preserve their energy without essentially preying, đúng không? Không có săn bắt, không có chăn, không có gọi là đi tìm những cái con mồi, đúng không, để mà ăn, và nó tích trữ cái năng lượng và nó dự trữ. Thực ra là maintain thôi, đúng không, là duy trì cái năng lượng của nó xuyên suốt cái mùa đông dài bằng cách là ngủ đông. Và bởi vì mùa đông á, thì cái những cái vùng cực thì các em biết là nó cũng rất là lạnh và gần như là không có một cái con nào đi ra ngoài hết. Cái việc mà săn bắt thì nó cũng rất là khó khăn, thế nên là nó đã săn bắt và ăn uống gọi là thả thích no nê cả cái mùa hè. Xong rồi sau đấy là nó hibernate, ngủ đông. Và từ cuối cùng của chúng ta ở trong cái phần verb, thì cũng là cái từ cuối cùng của ngày hôm nay mình học, đó là tolerate, có là mình chịu đựng một cái điều gì đó, và bằng với từ sustain hay là put up with là chán nản, chịu đựng một điều gì đó, hay là bear, đúng không, hay là suffer from, hay là endure, nó đều mang cái nghĩa là chịu đựng, mình phải gồng mình lên, phải gánh chịu một cái điều gì đó mà thường là nó negative, nó tiêu cực, vậy thì nó sẽ là từ tolerate. Does that make sense? Excellent. Vậy thì ở bài học ngày tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến cái phần đầu tiên, đó là flora and fauna, học về thế giới động vật, đúng không, thực vật. Chúng ta cũng cùng nhau đi qua những cái phần về nghe này, hay là phần đọc, đúng không, để chúng ta củng cố những cái từ vựng mà mình đã học. Vì thế nên nhiệm vụ về nhà của các em đó là hãy cố gắng dành thật là nhiều thời gian để mà mình có thể luyện tập, đúng không, và học từ để mà mình nhanh chóng tiến bộ. Và hy vọng rằng là các em sẽ thích cái video này. Thank you so much for watching and see you in the next video. Goodbye and have fun!